Nè, cô nói gì nữa đi. Tôi không ngờ anh là một người bệnh hoạn như vậy á. Cô còn tỏ giọng thanh cao với tôi nữa. Nếu mà cái sự thật này được phơi bày ra thì tôi coi cô ra đường như thế nào ha. Nè, nếu mà anh chị có bệnh thì ngồi xuống đây để tôi chữa. Tôi không có rảnh để ngồi nghe anh chị cãi nhau. À, tôi hỏi bác sĩ nè. Hôm qua là đêm tân hôn của hai đứa tôi. Rồi cô ta nói tôi là người đàn ông đầu tiên. Mẹ, sáng dậy cái khăn trắng tinh đó. Tôi đã nói là có thể khi tôi còn nhỏ tôi té xe đạp nó bị mất. Anh đúng là người đầu tiên của tôi. Mà nè, nếu như tôi đã từng trước đó với anh thì sao? Anh đừng có dở cái giọng cổ hủ gia trưởng nó ra. Đó, đó, đó là cô nhận luôn đúng không? Bác sĩ nghèo đó không? Thấy vô lý không? Té xe bánh chinh. Thật ra thì việc ngã xe đạp cũng có thể dẫn đến việc rách màng chinh như thường. Bởi vì màng chinh khá mỏng, khoảng cách nằm cách cửa mình từ 2-3cm. Nếu như cú ngã xe đó nặng và tư thế ngã của chị nhà như kiểu là bị xoạc chân hay là bị tác động làm thâm tím vùng kính, và nếu như mà cái lực tác động nó đủ mạnh thì chị nhà vẫn có thể dẫn đến khả năng mất chinh như thường. Nhưng mà tôi nghĩ là việc mất hay còn thì cũng đâu có đánh giá được nhân phẩm của người phụ nữ đâu. Nếu như mà anh lấy vợ chỉ thông qua cái màn thì nói thật, tôi nghĩ anh là người cổ hủ. Ủa, bác sĩ nói ý vậy là sao? Anh khỏi nói nữa, bác sĩ nói đúng đó. Tôi không thể là sống chung với một người như anh. Anh không đáng. Ký tên đi. Tôi tuyên bố tôi bỏ anh.